Cúpfa Việt chuyên cung cấp các mặt hàng linh phụ kiện xây dựng, Cúpfa xây dựng, phụ kiện Cúpfa hàng Việt Nam chất lượng cao. Hãy đến Cúpfa Việt. Hello, xin chào tất cả các bạn và anh chị đã quay lại với công ty phụ kiện và Cúpfa Việt của mình nha. Thì video này mình sẽ nói về cái chất lượng của cái ống răng cây chống bên mình nó như thế nào. Thì chất lượng đầu tiên mình sẽ nói tới là bên mình có 3 dòng sản phẩm ống răng. Như mình đã nói ở video trước đó là loại 26.000. Thì đối với ống răng loại 26.000 thì mình sẽ sử dụng cái ống răng cán này và con tán thường. Và ống là ống 2 ly 8 ha. Còn nếu mà cái loại 29.000 mình sẽ dùng ống 2 ly 8 và con tán đúc này. Con tán đúc này nha các bạn. Tán đúc của mình thì răng rất là sâu nha, đảm bảo đủ lực và an toàn trong xây dựng. Tiếp theo thì một cái dòng cao cấp hơn của mình nữa là cái loại 33.000. Thì mình sẽ dùng cái ống đó là 3 ly. Thì vẫn dùng cái con tán đúc này. Thì đầu tiên thì mình sẽ cho anh chị xem cái hình ảnh là cái ống răng mà mình cán răng thì nó sẽ như thế nào. Thì đây anh chị sẽ nhìn qua cái ống răng mà cán răng thì ở trong này nó có những cái lằn nè. Đó, những cái lằn ở trong này là khi mà mình cán thì cái lực nó mạnh quá thì nó sẽ làm cái ống mình có những cái lằn giống như thế này. Còn những cái ống mà cán còn những cái ống mà tiện răng thì nó sẽ không bao giờ có những cái lằn này nha. Nó sẽ láng và trơn tru luôn trong này luôn. Thì cái hàng 26.000 của mình đó, đây là thuộc dạng hàng chợ nhưng mà trọng lượng của nó từ 850 đến 900 g. Đó là cái loại 26.000 nha. 26.000 là cái đây. Gắn vào đây thì nó có trọng lượng giữa cái ống và con tán đó là 850 đến 900 g. Thì đó là cái hàng cao cấp của bên mình. Thì qua video này mình sẽ nói cho các bạn một số cái đặc điểm về kỹ thuật của cái ống răng của mình. Thì thứ nhất đó là cái chiều dài của nó là 2 tấc nha. Chiều dài là 2 tấc là 20 cm. Cái độ sâu của cái răng này là 2 ly. Lúc nào mình cũng làm cái độ sâu 2 ly để đảm bảo cái an toàn trong xây dựng của mình. Thì tiếp theo cái bước răng của ống này là 6 ly. 6 ly là theo cái chuẩn quốc tế, từ những cái ống mà theo hồi xưa là theo những cái ống Hàn Quốc hồi xưa. Thì cái chuẩn của những cái ống răng đó là cái chuẩn 6 ly. Có nghĩa là khoảng cách từ đỉnh răng này tới đỉnh răng kia là 6 mm nha các bạn. Thì chất lượng thì các bạn đã xem qua và rất rõ về cái loại ống răng này. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem lại cái độ sâu răng. Cái độ sâu răng của cái đây, cái độ sâu răng nha. Cái độ sâu răng của ống răng của mình thì chất lượng rất là ok và rất là tốt luôn. Thì anh chị xem qua thì anh chị sẽ biết được chất lượng sản phẩm của mình. Thì để mua hàng hay để tư vấn thêm thì anh chị hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0967 849934 được tư vấn nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các video tiếp theo.